Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Invest TV xin tiếp tục được gieo rắc một cái niềm tin cho quý vị và các bạn vào một dự án tiền điện tử mới. Quốc tịch của em này thì tại Hoa Kỳ. Tiền điện tử thì có nhiều đúng không các bạn? So bó đũa, chọn cụt cờ, chúng ta tham gia càng nhiều các dự án thì cơ hội gặp được một dự án thành công sẽ lớn hơn. Và quan trọng với kênh Invest TV chúng mình sẽ lựa ra các cái dự án đào coin free để giới thiệu cho quý vị và các bạn, để giảm thiểu cái nguy cơ bị lừa đảo, bị mất tiền, mất công sức của các bạn. Đào coin free hay là kiếm các kèo airdrop mà kiếm được tiền như là cái kèo Aptos ấy, với giá hiện nay là 10 đô một đồng Aptos thì cũng đáng để thử phải không các bạn? Và thôi không rông dài nữa, dự án ngày hôm nay mà kênh chúng mình muốn gieo rắc niềm tin cho các bạn đó chính là ICE Network. Thì cái dự án tiền điện tử này thì xuất phát từ Hoa Kỳ như mình đã nói ở trên, nó hot và nó tiềm năng. Nó mới ra thôi, nó mới ra ngày 4 tháng 4 năm 2023 này. Nghĩa là các bạn nếu mà tham gia trong thời điểm này thì các bạn được coi là những người tiên phong, những người mới. Và những cái gì mới mà ai cập nhật xu thế đầu thì sẽ có thể chiếm lĩnh được cái tỷ lệ thành công cao. ICE Network chính thức hoạt động với thời gian tháng 4 vừa rồi và cho phép khai thác miễn phí với tốc độ cao. Đấy cũng là một cái điểm lợi thế cho những ai mà mới tham gia vào dự án ICE Network là trong thời điểm này. Dự án này được Yahoo này, BSC News theo dõi và có cái lộ trình mainnet vào quý 2 năm 2024, nghĩa là khoảng hơn 1 năm nữa. Thì các bạn có thể vào CH Play với điện thoại Android hoặc là iOS với điện thoại iPhone, tìm cái từ khóa là ICE Network, giao diện giống như ở trên màn hình đây của mình này. Hoặc là các bạn có thể vào cái đường link mà mình để dưới phần mô tả của clip, hoặc là hiện đang hiện trên màn hình các bạn đấy. Các bạn đăng ký bằng Google hoặc là mail, sau đó các bạn vào mail của các bạn, mở mail xác minh, các bạn tạo một cái username của các bạn, sau đó các bạn nhập cái mã mời để ủng hộ kênh chúng mình là InvestTV88. Thì khi các bạn nhập cái mã mời này thì chúng ta sẽ vào một cái nhóm, thì kênh InvestTV chúng mình sẽ có thể hỗ trợ được các bạn trong cái nhóm đấy. Các bạn nhớ nhé, mã mời là InvestTV88 đó. Sau khi mà các bạn đã vào được cái app để tham gia dự án ICE Network này, các bạn có thể hoàn thiện các cái bước theo số thứ tự của họ từ 1 đến 6, như là update hình profile này, thông tin số điện thoại được xác thực bằng cách là các bạn gửi tin nhắn đến cho cái số của dự án đấy, hoặc là các bạn chọn staking tăng tốc độ khai thác. Đó, đây là một dự án rất là tiềm năng, thì kênh Invest TV xin được giới thiệu với quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng mình sẽ cố gắng lựa ra những cái kèo đào coin hoặc là các kèo airdrop miễn phí nhé, miễn phí, hoàn toàn miễn phí hết, để gửi đến quý vị và các bạn để các bạn cùng tham gia với chúng mình. Giống như việc tán gái đấy, các bạn tán 5 em mà đổ được 1 em đấy, thì cơ hội các bạn có người yêu sẽ cao hơn là các bạn chả tán em nào cả, phải không các bạn? Ok, nói vui vậy thôi. Cố gắng sắp xếp thời gian để đăng ký tham gia cái dự án này sớm các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.